ดำThank you.
Day from Middle of Months. I'm Penya Karat from USA. Kính bạch chị Tôn Đức Tăng, con là tỳ kheo tuệ nhân ở chùa Hương Đạo, Texas, Hoa Kỳ. Và hôm nay con được ngài chủ trì cho phép đến đây để chia sẻ một công trình, một dự án của chùa Hương Đạo mà do con là người đã phát nguyện thực hiện công trình này. Và hôm nay con có mặt ở đây trước mặt đại tăng, xin cho phép con có thể lời trình bày đến đại tăng. ប្រមោទពុទ្ធិយៈប្រមោទផលិយៈប្រមោទសង្ឃិយៈថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយរីករាយដែលប្រាជ្ញជនក្នុងលោកសារអាមេរិកបានយករូបភាពជាវត្តនៃអាមេរិកទៅមកជាការប្រសំសាយដល់ពុទ្ធសាសនានៃកិត្តិរវិជ្ជាផងហើយក៏បានមកប្រសំសាយនៅប្រកាសជាទៅ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 ទ
Dạ, đây là lần đầu tiên con được về tại trú xứ Trà Vinh. Nhân chuyến về Việt Nam năm nay thì con có được yên lành đến tại ngôi chùa này, và thật hy hữu, thật may mắn cho con được con yên lành trình bày nhân sự này đến chư Đại Tăng cùng tất cả chư Phật tử tại thành phố Trà Vinh này. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể chư Phật tử, con xuất gia năm nay là được 17 năm, và con cũng đã phát nguyện thực hiện một công trình và là bảo tháp hành kinh thánh điển Tăng Ma Chê Tiá tại ngôi chùa Hương Đạo, tiểu bang Texas, thì Trung Quốc, Hoa Kỳ, với mong mỏi dùng hết cả cuộc đời này của mình để thực hiện công trình duy trì giáo pháp. Nhưng bạn bật luôn ở nguyên tập bộ quyền Việt Nam hay Việt Nam nhân bạn miền Bắc Tây đã bị cào sang về nó là sắc thục là bị bệnh nặng tại Phật giáo Sơn Na cùng ruộng đi Phật tử Ấn Độ đã bị sọc sai này bị cột lộ. Và hôm nay con đến đây có một cái sa bàn 3D thu hẹp mà chính chúng con đã tạo ra, và sau đó sau những thời chia sẻ giới thiệu đến chư Tôn Đức Tăng cùng đại chúng thì xin phép cho con được trình bày sa bàn này và kính thỉnh chư Đại Tăng tụng kinh phúc chúc. Bạn giáo dục tiền nên đồng bày một cái sọc sai nên đồng bày cũng hay đào đặt sang tập vào ông cái xe đồng bày hào tha đồng bày bàn bộ sức tư phô cực kỳ ông vì cả cùng rô nghị xong rất nên mình bắn tập vào ông bởi vì hào tha chân ra cầu rất đó chân ra cầu nào phô. Do con thấy giáo pháp ngày càng mai một, vì vậy con đã phát lên đại nguyện thực hiện công trình này với mong mỏi đem hết tất cả tam tạng kinh điển gom vào thành một công trình gồm có 840 cái tháp lớn nhỏ. Nhân dập thầy thà công rộn đồng thầy thà bây giờ đó có tư chân tăng ọ trên và khả năng dọc ở rượu phiếp tăng ọ nên không phải mở bông phò thăm mặt thăng bởi kia không phải mở bông phò sức hộp nên đồng thầy vẫn thay đạo bị phục lộ. Ở trong đó có tam tạng kinh điển của Sri Lanka và Khmer. Nam mô Miên Trai Vị Đạt này, Phật Thế Sri Lanka nên Trai Vị Đạt này, Phật Thế Khmer rồi bằng phòng dưỡng con. Và chúng con cũng được rất là may mắn có được sự trợ duyên, cố vấn và chứng minh từ chư Đại Tăng các nước Phật giáo như Miến Điện, Tích Lan, Miên, Lào, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam và Mỹ. Nam mô Nhung Prakarna Cộng Ban Thật Tô Nô Ca ở Phật Thong đối với cả Phật Tế Dục Bò và Phật Tế đối với Phật Tế Sri Lanka, Phật Tế Thái Liêu, nhưng Phật Tế Cung Mìa, Phật Tế Phật Tế Sri Lanka, nhưng Phật Tế Ấn Địa Phong. 840 tháp lớn nhỏ này hoàn toàn được thực hiện bằng đá. Cần nông phong bày mơ buôn phong sức hợp ní, bàn riêng riêng ở Phật Tế Phong Tăng Ốc. Trên 7 hectare đất. Công trình này được thực hiện trên 7 hectare đất.
là 14 mẫu Anh, và tới thời điểm này con đã phát nguyện là được 9 năm. Công bố đi miền tận áo bồng bay công bố hai ta hai cân nòng nôm miền công bố điệp riêng là đọc cái nào đồng về hảo ta toàn lời. Do con thấy mình kém phước thiếu duyên cho nên con nguyện đi khắp thế gian, nơi nào có thể tới được con nguyện đều đến nơi đó để giao duyên cùng tất cả ba gia ba tánh. Hãy đến cái này hãy cùng nhóm Phật Cà Na tại tại hào tham miền ca làm về Phật Sáp Sai nơi cung rồng đi đào bí pháp lô tận ông nông miền đôi kia Phật tế niên niên đấy nhưng mà đặt thơ làm nào chơi thơ đó tác sơn nào làm về nơi cung rồng đi. Và công trình này không phải là của con mà là công trình của toàn thể nhân loại, là công trình của chung cho tất cả những người con Phật và những ai có tâm tu tập giải thoát. Tôn rộng này mình mẹ chia rộng bác nhầm tê Phật tê tôn rộng này đồng bây hào thà vì phục lô tận ơ đồng bây rộng bác sài đồng bây hào thà rạp xa đôi chìa kết và bác thò rộng bác phong dư. Sau khi hoàn thành công trình này chính là một đại tàng, một đại thư viện để lưu trữ toàn bộ 10 thứ tiếng của Phật giáo quốc tế và là một trung tâm hướng dẫn thiền tập và pháp học và pháp hành, cũng là một trung tâm nghiên cứu có đa dạng ngôn ngữ của Phật giáo quốc tế. Rồi thì bạn sắp rảnh này cũng rộng rưu phiên nên là tớ nghiên tầng họ đọc phía xa đầm về Phật sọc sai phía phục lộn đầm về ôi kinh tha Prabhupada Sasana rồi có phần dương nghiên cầm đọc sắc hòa lộn. Do đây là một công trình rất lớn với chi phí là 200 triệu đô la, do vậy con nghe rất khó để thực hiện, nhưng còn nguyện hy sinh luôn cái tánh mạng này, dùng hết cả cuộc đời này để thực hiện công trình này. Thế cho nên công rộng này nghe tầm lại rộng với em phi rồi liền đô la đầm bí hào thà sẵn sàng lời. Thế cho nên cả hào thà sẵn sàng lời với chìa cả thu rộng môi đò hào thà tập cà rò công rai nát. Thế cho nên nhóm dò chi vượt đồng bóng nhóm đầm bí tăng chật tăng rộng đầm bí cả họ sang lời đầm bí hào thà chìa cũng được biết về mặt đặc của bảo vệ pháp luật. Và nếu như con không có đủ phước đủ duyên để hoàn tất công trình này ngay trong kiếp sống này thì con nguyện được tái sanh trở lại cho đến khi nào thành tựu công trình này mới thôi. Cả Phật mà là bậc nhung từ là khi vượt lên bờ mình ba dòng đại thế thì con nói mới chết rồi mình to chết rồi chết rồi mình hào thả và cả sạc sạc lên và dòng đại đô cũng nói là bậc học nhầm Phật Cà Na. Do vậy con xin thành kính cung kính đại tăng vào mỗi thời kinh và mỗi thời hành thiền của mình. Xin thỉnh quý ngài hoan hỷ hướng tâm đến công trình này và phúc chúc cho con. Hết đến cho nàng hơi trong Phật Cà Na xong thì phương tạo Phật Cà Na chơi Phật Cà Na Phật Tham Vệ Cha Phật Tru Cô Bà Ang Bà Chia Sâm Phí Thu Sâm Nè Rò Phi Bang Châm Rao Phật Bà Rạch Bà Chia Nam Bà Sạc Kà Vệ Chơi Nói xong Bộ Tư Tiếp Phò Đồng Bà Kà Kho Sạc Rò Bà Kinh Mô Bà Sạc Rạch Đô Công Nò Phong Phật Cà Na. Đồng thời để trợ duyên cho công trình này vào cuối năm 2022, con đã thực hiện một chuyến đi du hành qua các thánh tích tại Bồ Đề Đạo tại đất nước Ấn Độ và Nepal, trải qua 3.400 cây số trên 112 ngày đầu đà qua vùng đất kia. Những Prakarana yok kumrumi tuk sop sai do kia thua đam na tu prate india nhưng prate Nepal đam bay bắt sop sai kumrumi ở phi pháp luật an bồi phong. Và mỗi ngày con đã viết lại thành một tập bút ký, và chính thời điểm này con đã hoàn thành cuốn sách đầu tiên của con với tựa đề là Bước Chân Hành Giả. Nhưng Prakarana thua đồng nào và sai này cũng rộng như miền cả cơ xe nơi kia áo tân này đã bây cả đồng nào và bảo vệ nhóm đầu hết cho nên nhưng Prakarana có bán cơ xe kia cũng rộng dưới phố mùi đồng bây phát sọc sai đôi tổ. Và cuốn sách này là ngôn ngữ tiếng Việt, ngôn ngữ tiếng Anh con chưa có hoàn tất được. Do vậy con xin thành kính kính dâng lên chư đại tăng, chư vị nào hiểu tiếng Việt thì con xin thành kính kính dâng lên đại tăng. Và đây chính là món quà pháp bảo đầu tiên của công trình Bảo Tháp Tàng Kinh Thánh Điển, kính gửi tặng đến toàn thể những ai có tâm đạo.
ហើយដូចគ្នាហើយសិពលនេះមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយក្លាហើយតែខ្ញុំប្រកាសថាសូមប្រគេនដល់ប្រការណារាមានវិស័យអនុសិពលភាសាជាភាសាវៀតណាមហើយដូចគ្នាភាសាអង់គ្លេសបំរុងនឹងចេញទៅនោះតាមបន្តហើយតែខ្ញុំប្រកាសថាសូមប្រគេនដល់ជាធម្មទានភាសានោះហៅថាបុត្ររតនាគារទីពឹងដល់ប្រការណាគ្រប់ព្រះអង្គ Và hành trình đầu đà của vùng Đức Thiên đã trải qua những chặng đường gian khổ mà chính con đã trải nghiệm qua 112 ngày cũng là để gieo duyên, cũng là để tạo phước và lập ba la mật củng cố cho lời đại nguyện thực hiện công trình bảo tháp tàng kinh thánh điển Dhammacitta. Cả phó sai này sẽ phong đối với cùng rồi nên rồi con sẽ dùng nhầm cư mẹ mật rộng để phó sai miền bệnh vật lý rồi viên ông mà rồi mà phí ngay đồng bề phát sau sạch về đó của tập bảo đề sát đồng bề hội văn đơn nâng phụ ca phát sạch về ở của tập bảo đề sát dưới những kỷ tình kỷ bà tha và phụ sát ra là bảo phạm dưới vì chúng ta tên là an nạc cật. Và công trình bảo tháp tăng kinh thánh điển này sẽ có hai ngôn ngữ chính, đó là Pali và Anh ngữ, sẽ được điêu khắc ở trong tất cả những cái tháp nhỏ bằng đá này. Còn lại 8 ngôn ngữ sẽ được khắc ở trong những bản kinh bằng đồng được tôn trí ở trong đại tháp gần 3.000 mét vuông. Vì thời gian không cho phép, cho nên con xin phép được tạm dừng ở đây và cho con được có đôi lời bằng Anh ngữ kính gửi đến Chư Tôn Đức Tăng. Dear Venerable Monks, I just completed this journey through the Sri Gadlands at the end of 2022, and it's over 112 days, over 3,400 kilometers in India and Nepal. We walk barefoot, and we walk through all the lands, all the sacred places in following the Buddha's path. And so during that walk, I made a vow to cultivate merit and the paramis to fulfill the paramis for this Dhammacitta project. And I'm here in Vietnam at this time to present this project to all the people in Vietnam and all people around the world, hoping that everyone will join hands to support this project, to support the Buddha Sasana. And hopefully with this project, the Buddha Sasana will last for over 2,500 years. And this project will be built completely in marble, using the Makarana marble from Rajasthan, India. And the total cost for this project is about $200 million USD. And so with this vow, I know that I'm very young, I'm still young, and I'm afraid that I could not finish it. Therefore, I will definitely need the support from the Mahasangha each and every day. Please cultivate merit and then transfer the metta to this project. And I truly believe with the power of the Sangha all around the world, we can finish this project for many future generations to come. And I think it's raining, it's coming. So at this time, I would like to respectfully invite all Venerable Monks to do a blessing for this project before the shower comes. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Phật, Nam mô Sang Gia. Ngài tuệ minh đã học tập dạy chia sẻ. Hôm nay nhà Phật Thầy minh ban Phật giáo Phật sai để chia hào tha cả để Phật sai Bồ Tát Sơn Đà về hào tha Phật tỏ này cùng rộng này đó Phật 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 Thọ Phật Sang cho nuôi sống tì phương đạo Phật Phật Thọ Phật Sang. Hãy tôi cho này nhiều Phật đặc năng Phật sống Phật Thầy niệm niệm mang I would like to
invite Venerable monks from Khmer Vietnam. Good morning, everybody. Venerable Mahasangha, devotees of this temple. We are very happy to be here to see this new Jaitya Vihara going to be constructed in America, Fort Worth, in Dallas, in Texas State. I personally know Venerable Buddhuk, his master, and his Panyakara, Panthe. They are very devoted and sacrifice their life for the Buddhism. And therefore they, from the very beginning, in 1980s, from 1980s, I know where Venerable Buddhuk can live. From that day up to now, they are rendering a great service to the mankind, not only in America, and also in Vietnam, in Europe, and in Africa, and Sri Lanka. So therefore, they are the very pioneers Buddhist faith who are very devoted to Buddhism. So Venerable Panyakara Mahathera's dream is this. So he wants to construct this special Jaitya in Vietnam, in America. So everybody now, very happy. I went to the first ceremony also, I attended. So therefore, these venerable monks and all the monks should be very happy because it's a monument of the Buddhism for the future generation. Even now, there are a lot of black and white Americans and along with other Cambodian, Laos, Burmese, Vietnamese, Korean, Sri Lankan people visit this temple. So therefore, in the future, we hope with pretty soon to hit all the dreams to be very successful. So, អរុនសុស្រីថ្ងៃនេះជានៅថ្ងៃមួយរំភើបយ៉ាងក្រៃលែងដែលខ្ញុំប្រកាសថាជាមន្ត្រីសង្ឃជាស្រីលង្កាបានមកទស្សនាពិភពលោកហើយបានទៅតែមិនជាប្រសង់ពួកអង្គវៀតណាមហើយក៏បានសិក្សានៅប្រទេសភូមាស្រីលង្កាហើយបានទៅតាមប្រសង់នៅប្រទេសអាមេរិកហើយដូច្នេះហើយការគម្រោងឡើងនេះដើម្បីថាតាមប្រសង់ផ្សាយដល់ពិភពលោកសូមអរុនទនី This temple in Houston in state of Texas in America will be the milestone in America. All over from the America people may visit this one after constructing this place. Therefore, we all, everybody have to help, support to fulfill his ideas and to erect this great Jaitya Vihara. So on behalf of all the Venerable monks, so we are going to chant specially upon Venerable Buddhuk and the Venerable Panyakara Mahathera to have a longevity, success, happiness, and to get all the support from the local and the foreign people to be completed this Jaitya Vihara as soon as possible. So therefore, Venerable monks are very happy. Now they are going to chant, invoke blessing to be completed. Yeah. Ngài Tuệ Nhân là một vị rất là chuyên cần về cái sự nghiên cứu. Ngài rất là tìm hiểu những văn hóa, nhất là văn hóa về Phật học, văn hóa về Phật trong
lĩnh vực Phật giáo. Ngài muốn cho cả toàn thế giới chúng ta để nhận ra được cái sự nhận này. Và tiếp tục kinh tế nhân từ bạn có sao với sai này bởi vật sao sana thành nông cả cùng rộng với điều vật vật hò và nông nông vật vật hò vật sao sana hết với cái này cả và bây giờ mời vừa phòng thông mặt thân đã bị hoa ra sang mong sang là khi chặt đi đã bị xây lạc gia đình còn có bảy phía xa tập bảo phía xa đã bị chạy chạy vào phía xa mà bị phục lộ. So we bless by the power of the Buddha, Dhamma and Sangha, may his dreams come true. May Patte Buduk and Patte Panyakara live long, happily and healthily to complete this project. And may all the support come from the monks, Sangha and from the people. So therefore we are going to chant. So you also keep your palm together. You also join with us to bless this project. Ngài tể nhân muốn chúng ta được tìm hiểu thêm cái chương trình này. Bên kinh tể nhân đặc biệt hạ thà ở dưới tất cả này đặc biệt hạ thà tạo sản án đến thật bản hạ thà bộ bộ và bật thò như phát xem đồ cả sáng sáng là đặc biệt có sáu sáng bị tốc lộ. Nam mô tát Phật Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Iti Pito Bhagava Arahaṃ Dhamma Sambuddho Vijja Charana Sampanno Sukato Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Dattha Deva Manusanaṃ Buddho Bhagavati Sakkhato Bhagavata Dhamma Sanditiko Akaliko Ehipasiko Oparnaiko Veditatko Vinyohiti Supatipanno Bhagavato Savakasango Yupatipanno Bhagavato Sangho Jnaya Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Samiji Patipanno Bhagavato Sangho Yadidam Gattari Kurisa Yugani Anta Kurisa Pukkalaeta Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakkineyo Anjali Karaniyo Anuttara Punya Kirtan Lokasati Etena Pachya Vajyena Patu Tvam Ratanatayami Sanja Vajyena Patu Tvam Ratanatayami Etena Pachya Vajyena Pātu tvaṁ ratanattayaṁ yāṁ kiñci vittaṁ ite vāhuraṁ māsakke suvāyaṁ ratanaṁ panītaṁ nano Ānti tathāgate ne idam pi buddhe ratanaṁ panītaṁ etena satya Suvantiyotu kayaṁ virāgaṁ amataṁ panītaṁ yadajya gāsakya munītaṁ aitonatena Samanti kiñci idam pidamme ratanaṁ panītaṁ etena Suvantiyotu kīnaṁ purānaṁ navaṁ natti sambhavaṁ virattha chitta āyati kepavasmiṁ Bīja avirolli chandā nippanti tīrāyatāyam patīpo idam pitaṅge ratanaṁ Etena satchena suvantiyotu etena satcha vachyena satchuttaṁ vinassato etena satcha
सब भयो विनाश तो एतेन राज्य वाच्येन रोगो विनाश तो करणीय अंत कुशलेन अंकं पदं अपि समिष्य सखो उजोच स्वचोदस्त मुदु अनतिमानी संतुष्टको च सुभरो च अप्रकिच्चो च सल्लौक बुद्धि संतिन्द्रियो च अप्पगप्पो कुलेषु अननुगित्तो न च कुत्तं समाचरे किञ्चि येन विज्ञोपरे उपपदेयं के मिनोहन्तो दत्ते दत्ता भवन्तु सुखितस्ता एके चिपान भूतास्ति तथा वा सावरा वा अनवशेषादिगा वा ये मज्जिमा रक्तकानुकतुलादिष्टा वा एव अदिष्टा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेति वा तत्ता भवन्तु दुखितस्ता न परो परं निकुब्येत नाति मन्येत कस्यचिदङ्कं कीप्यारोतना नान्यमन्यस्त दुःखमित्येय माता यतानियं पुत्रन्नायुता एकपुत्रमनुरक्केवं पितृभ्य मानसं भावये अपरिमाणं मित्तं च सप्पलोकस्मिं मानसं भावये अपरिमाणं मुद्दं अतो च असंवादं न वेरं न तपस्तं तिष्ठं चरं नितिं नो वातया नो वायावतास्त विगतमित्तो एतं कतिं अधिष्ठेय विहारं इत माहो दिट्टिञ्च अनुपगम्म तीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु न हि जातु गप्पदेयं पुनरेति एतेन सच्च वच्चेन सोत्तिते होतु तद्वदा एतेन सच्च सोत्तिते होतु तद्वदा एतेन सच्च सोत्तिते होतु तद्वदा तन्नं करो महावीरो मेदं करो मायतो तरणं करो लोकहितो युतिन्दरो कुण्डं योजनपामुक्को मङ्गलो पुरिता सभो सुमनो सुमनो धीरो रेवतो रतिवर्धनो गुणसम्पन्नो अनोमदस्ति जनोत्तमो पदुमो लोकपश्योतो नारदो वरसारथि पदुमुत्तरो सत्तकारो अग्रपुक्कलो सुजातो सप्पलोकास्तो प्रियदस्ति नरसको सदस्ति कारुणिको धर्मदस्ति समुनु वरद सम्बुद्धो विपत्ति च अनूपमोति गीतभैतो दत्तादिश्रभूतक ककुदङ्गो दत्तवाहो प्रेरणागमनोरणाङ्गवो कस्तपोति सम्पन्नो गौतमो दक्य पुङ्गवो केतं शीलेन कन्ति मित्तपदेन च ते पित्वम् अनुरक्तं तु आरोग्येन सुखेन च ते सन्तश्चेन शीलेन लेन च ते पित्वम् अनुरक्तं तु आरोग्येन सुखेन च ते सन्तश्चेन शीलेन कन्ति मित्तफलेन च ते पित्वम् अनु आरोग्येन सुखेन च महाकारुणिको नाथो हिताय सब्बपाणिनं पूरयित्वा पारमीदब्बापत्तो सम्भूत् एतेन सत्यवाच्येन होतु ते जयमङ्गलं जयन्तो बोधिया मूले सख्यानं नं निबद्धनो एवं जयो होतु जयस्तु जयमङ्गलं दत्त्वा बुद्धरतनं ओतदं उत्तमं वरं नितं देव बुद्धतेजेन सत्तिनः सन्तु भक्तवः तस्मिन् दुःखं
ఉపతమేంతు ధమ్మ రతనమోతం పరిలా ఉపతమణం ధమ్మ తేజేన తొత్తి నాక్రంతు పద్దవాసే భయా ఉపతమేంతు సంగరతనం ఉత్తమం వరం ఆహునీయం పాహునీయం సంగ తేజేన తొత్తి నాక్రంతు పద్దవాసే రోగా ఉప రతనం లోకే విద్యతి వివిధా పుతో రతనం బుద్ధ తమం నప్తి తస్మాదుర్తి భవంతు తేయంకించి రతనం లోకే విద్యా పుతో రతనం ధమ్మ తమం నప్తి తస్మాదుర్తి భవంతు తేయంకించి రతనం లోకే విద్యతి వివిధా పుతో రతనం నప్తి తస్మాదుర్తి భవంతు తే నప్తి మే తరణం అన్యం బుద్ధ జయ మంగళం నప్తి మే తరణం మన్యం తమ్మో మే తరణం వరం ఏతేన జయ మంగళం నప్తి మే తరణం మన్యం తంగో మే తరణం వరం ఏతేన వజ్జేన హోతు తే జయ మంగళం దప్తి దియో వివజ్జం రోదపరోగో భవతు మంగళం రక్కంతు సప్త దేవతా సప్త బుద్ధాను సదాదొత్తి భవంతు తే భవతు సప్త మంగళం రక్కంతు సప్త దేవతా సప్త ధమ్మాను భావేన సదాదొత్తి మంగళం రక్కంతు సప్త దేవతా సప్త సంఘాను భావేన స్తుతి భవంతు తే నక్కత్త యక్క భూతానం పాపగ్రహ నివారణ పరిత్తస్సాను అంకు తే తన్ను పద్దవే నక్కత్త యక్క భూతానం పాపగ్రహ నివారణ పరిత్తస్సాను అంకు తే తన్ను పద్దవే నక్కత్త యక్క భూతానం పాపగ్రహ నివారణ పరిత్తస్సాను అందుకే తన్ను పద్దవే సప్తే బుద్ధ బల పట్టాభ్యేకానంకయం బలం అర్హంకానంక తేజేన రక్తం బంధామి సత్వతో ఎత్తవతాచం మే సంవతం పుణ్య సబ్బే దేవా అనుమోదంతు సబ్బే భూత అనుమోదంతు సబ్బే సత్త అనుమోదంతు సబ్బ సంపత్తి విద్యా ఆకాశ దేవానాగా వైద్యకా పుణ్యంతం అనుమోదిత్వా చిరం రక్ఖంకు లోక సాధనం కిరం రక్ఖంకు దేశనం కిరం భవతు దమ్మికో ఇదం మే జాతీనం హోతు కితావంతు ఇదంగో జాతీనం హోతు కితావంతు జ్ఞాతయో ఇదంగో జాతీనం హోతు కితావంతు జ్ఞాతయో దుఃఖ పత్తాచ నిర్దుఃఖ నిప్పయా శోక పత్తాచ నిశోకాహంతు సభ్యే పిపానినో సభ్యే బుద్ధ బల పత్తా పచ్చేకానం అర్హంతానంక తేజేన రక్తం బంధామి సత్తో బయట పౌరు బుద్ధ దంబు సంగ ఆకాశ
ខាងក្រៅតើណាដែលប្រសង់ប្រតិកម្មមកពីប្រទេសស្រីលង្កាបានប្រគេនទេយ្យវត្ថុដូចជាព្រះវត្តគេដល់ប្រសង់ហើយនិយាយខាងក្រៅក៏មានចំណិតដែរមានចំណិតដែរព្រះអង្គបានជាវច្រើនប្រោះមកពីប្រទេសស្រីលង្កាដែលជួនណាយាយដែលបានមក